Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Sonic 110 đột cái nhìn là giản đơn nhưng đầy huyền bí của Baker Kijang. Sonic 110 là một trong những mẫu xe tốc độ của nhà Honda. Từ lúc trình làng em ấy đến nay đã nhanh chóng hút rất nhiều em độ xe bởi thiết kế đậm chất thao, dễ mang nhiều cái cảm xúc độ chế. Dẫn chứng là cái chiếc Sonic 110 độ kiển dưới đây, đến từ một Baker ở vùng đất Kiên Giang. Xem qua tổng thể thì con chiến mã khoét cho mình bộ áo nguyên bản năm 2008 với những họa tiết toát lên được sự trẻ trung đi tinh tế. Đi kèm đó là những món đồ chơi kiển cũng giản đơn thôi, chủ yếu đem lại cái nhìn cũng lạ mắt, và chúng ta cùng xem chi tiết bây giờ nhé. Phần đầu giản đơn bởi chủ xe cho rằng những cái chi tiết này cũng được rất là hoàn hảo, chủ yếu anh muốn nói là thay đổi nhiều ở phần dàn chân. Dàn chân thì trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người xem khi cái mâm đúc thay thế bằng bánh cầm niềng nhôm Raceboy, một trong những mẫu niềng cứng cáp ở gam màu đen. Việc chơi bánh cầm niềng nhôm giúp trọng lượng chiếc xe giảm đáng kể, chạy tốc nhanh hơn. Để cát được lên cái đĩa zin thì bắt buộc phải có sự hỗ trợ của cái lồng nhôm CC chạy từ máy cho độ chính xác cực cao. Giá cốc này thì được thêm cái đĩa tải được cấu tạo từ nhôm CC nhuộm đen, đi kèm cái sợi sơn ống ánh cái sắc vàng cực đẹp. Hệ thống cái giảm sóc YS bình dầu rời. Đây là mẫu thuộc có đồ chơi có cái tì lò xo lớn hơn zin, với cái sắc vàng nó bật đáp ứng rất tốt cái độ nhún nhảy hợp lý cho mọi đội hình. Phía chân phuộc có cái đấm chỉnh vặn ngược lại là nhanh hơn, vặn ngược mềm hơn. Lúc đi tu thì chạy nhanh hơn, vặn vô thêm vài đất. Tu về sẽ ra như cũ đi phố cho im. Bình dầu rời cấu tạo bên trong chứa hai lớp dầu và tơ. Ký tơ quyết định được cái độ nặng nhẹ của giảm sóc khi đường truyền tải theo kết cấu của chiếc nén. Ống xả Levi Carbon cho thức âm thanh tề tái đầy quy lực. Bản độ đến từ Baker Kiên Giang. BMW S1000 RR khủng bố người xem với cái màn nâng cấp tuyệt vời. BMW S1000 RR được độ dưới đây và thuộc thế hệ là năm 2012, sở một thiết kế đầu tiên của chú cầu Đức. Ngôn ngữ thiết kế đặc trưng đem lại cái sự hung tợn cho cái giới mê phân khối lớn khi nhìn vào thiết kế ấy, đặc biệt là đôi đèn pha làm nên tên tuổi. Khi đến tay Baker người Thái, mẫu cái công nghệ của Đức đã được hoán gần cốt trở nên mạnh mẽ, lịch lãm hơn. Và giờ đây hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em ấy khi được nâng cấp. Lôi cuốn ngầm ngộ chiếc cái đôi mắt huyền thoại ở thời này, mắt tròn mắt dẹt, thiết kế đặc trưng từ hãng BMW trước đến nay. Hiệu chỉnh cái tần sức kinh học ở trung tâm đầu xe, người dùng thay đổi nhẹ nhàng khi trang bị bộ kính gió Mercon Racing. Hai kính tiêu chuẩn được tháo bỏ, thay đó là cái bộ chụp chân kính ANC thon gọn. Chọn bộ công suất phanh chủ lực được khai thác trang bị cái cụm phanh của Rainbow Bridge với thiết kế rất là tinh tế, đi kèm hiệu sức dụng được đánh giá là tốt hơn trang bị tiêu chuẩn có sẵn. Hiển thị trung tâm bình xăng to lớn là cái bộ trang bị nắp xăng Alpha Racing, thiết kế CC sắc sảo, đi kèm cái nấm chỉnh cái dạng xoay dễ dàng dùng. Cái màu sắc tổng thể được điều phối rất là chuyên nghiệp giữa cái gam màu đỏ và bộ mâm vàng, từ sáng ống nên thể thao là rất là bật. Cũng có cái trọng lượng ở thân bánh xe khi đổi chi tiết mâm Oset Racing, được cấu tạo từ nhôm magie siêu nhẹ, độ cứng rất cao. Đây cũng là một dòng sản phẩm chuyên dụng cho những cung đường đua, được các tay chơi xe độ sẵn chia ra số tiền là không hề nhỏ để dùng nâng cấp cho cái chiếc xe cưng. Thay đổi tiếp theo là bộ dầu S đi kèm cái chi tiết nhát dầu Sabus. Chi tiết các tải nhược là cái sự che chắn kỹ lưỡng từ gối trang bị lưới bảo vệ ANC. Hệ thống cái đèn tín hiệu ở hai mặt cánh yếm được thay đổi ngắn gọn hơn khi được trang bị cái đèn Rizuma. Hiệu chỉnh cái dàn thân xe trở nên hiện đại và ra dáng giống như một chiếc Sportbike hơn là Sportbike thông thường. Cái bộ phụ kiện ốp carbon là có thể bỏ qua, được hiển thị cái khung xe, lườn dưới, chắn bụng sao vân. Anubis là nhà tài trợ cái phần âm thanh chính cho cái bản đồ này, cùng với cái tiếng nổ rất quy lực và hiệu quả âm thanh sức ngựa đã được kiểm chứng. Hoàn thiện hệ thống phanh sau, chọn bộ phanh của Rainbow Bridge kết hợp cùng phát nhôm CC 3D biên khối dầu S. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, lượt tiếp nhớ like, subscribe.